Chào các bạn, ván cờ hấp dẫn, kẻ thù người công đều rất dẻo dai ở giải vô địch đồng đội Trung Quốc năm 2023. Lần gặp giữa Thân Bằng và Tưởng Xuyên ở vòng 7, ván cờ chơi vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Ở cuộc này, Thân Bằng là người cầm đỏ, pháo đóng vào trung lộ, Tưởng Xuyên mã 8 tiến 7, Thân Bằng nhảy mã, Tưởng bình xe, Thân xuất xe, Tưởng nhảy mã còn lại, Thân Bằng binh 7 tiến 1, Tưởng đối chốt ngay, rồi Thân lao xe qua hà, nhanh nhẹn Tưởng Xuyên lấy pháo tạt biên môi đổi, Thân Bằng bình xe vào. Tưởng lại thoái phó một, Thân Bằng tới đây tiếp tục để phát triển cánh còn lại, mã 8 tiến 7, Tưởng Xuyên bổ sĩ lên, Thân Bằng đưa mã nhảy lên cửa hà, Tưởng đầu tiên bình pháo đuổi xe trước, xe chạy vào rồi tiếp tục tiến xe lên để gây sức ép, bắt buộc pháo 8 tiến thẳng 2 trường và lại chủ động để gác Tưởng, Thân Bằng xe 9 tiến 1, chẳng hề mất nhiều thời gian, đây là một cái bố trận mà nhị vị hơn ai hết là người rất thông thạo, đã diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là ở những giải đỉnh cao và nhân tiện cũng xin được bàn luận đôi chút. Thứ nhất, về nước tiến xe của Tưởng Xuyên không thể nào cần kíp hơn để làm cho trận địa của Thân Bằng có chút méo mó. Rõ ràng pháo dương tuần hà, bởi vậy về lâu dài quân ngựa 3 sẽ trở thành một điểm mà Tưởng có thể khai thác. Còn xét về chiều ngược lại, Thân Bằng dùng pháo 8 để có thể nhẹ nhàng đưa xe 8 của Tưởng vào cảnh hiểm địa. Tức là chỉ cần dùng mã để thoát đi, pháo này sẽ có chức năng để truy đuổi. Bởi vậy nước cửa tiếp tục, Tưởng binh 3 tiến 1 nhằm có thể phá vỡ thế liên hoàn, e rằng sẽ không ổn. Mã này đã chốt ngay, xe phải diệt sang chốt mời đổi, bỏ nguyên vậy, mã 5 tiến 7, xe diệt pháo, nhưng đổi lại Thân Bằng chỉ cần tiến thẳng 2 trường, đuổi pháo 7. Pháo 2 quay về, tất sẽ bị pháo này chém chết Tưởng, và Tưởng Xuyên sẽ phải vỡ trận, bởi vậy lấy pháo để tạt biên là cách duy nhất, và đỏ rời mã của mình về. Đi kiểu gì, quân Tưởng trung tâm Tưởng Xuyên cũng không thể nào giữ nổi, Thân Bằng có một thế tiến công hoàn toàn có thể áp đảo. Việc mà chúng ta vừa bàn cũng chỉ là một cảm bẫy khai quân, thậm chí là có phần nào khá sơ đẳng. Điều này sẽ không có cơ hội để tiếp diễn ở cuộc cờ đỉnh cao này. Lựa chọn tiếp tục của Tưởng dùng pháo quay về có lẽ phòng thủ từ trước, và Thân Bằng lấy pháo để di chuyển. Nếu như làm vậy, tức là binh 3 tiến 1, nước cờ này của Thân Bằng có cơ hội để anh dùng chốt 3 tiến 1 bắt xe ngay. Xe 8 bình 7 diệt chốt sẽ trúng phải một cảm bẫy khác. Tưởng chỉ cần gác lên, quân xe này còn đúng một lộ, nhưng pháo chỉ cần quay về bất tử, Tưởng Xuyên lại là người thê thảm. Bởi vậy tới những lúc này, Tưởng Xuyên đã dùng xe 8 thoát đi vào trốn an toàn, và Thân Bằng tiếp tục đã gác Tưởng, Tưởng Xuyên bình biên tiến 1. Thân Bằng dùng mã 6 tiến 7 đạp chốt, Tưởng Xuyên bình pháo sang truy đuổi, mã quay về, rồi là cơ hội lấy xe còn lại lộ diện theo trực dọc, đổi pháo đường 8, mà cho hình cờ do thấy quân pháo hết cờ di chuyển, dùng ngựa quay về tất sẽ bị mã 3 tiến 4 ngay, trở thành nhất thạch tam điêu. Mã nằm ở vị trí này, thứ nhất đe pháo, thứ hai là dọa xe, và thứ ba là quân pháo này đang còn ngắm bắn vào mã 7. Cho nên tới đây Thân Bằng chỉ còn lựa chọn xe bình 8 giữ căn, Tưởng Xuyên dùng xe tiến thẳng 3 nước. Đường cờ rất thuần tự nhiên, chuẩn bị có thể lấy pháo bình 2 để có thể truy đuổi. Pháo đường 8 và xe đang bị cô, bởi vậy đây là điểm mà Tưởng Xuyên có thể khai thác ngay. Lựa chọn của Thân Bằng lấy xe quay về giữ căn, bởi vậy pháo không thể nào lỡ ngỡ đi sang được. Lựa chọn của Tưởng bình pháo vào lộ còn lại để mời đổi, Thân Bằng nhanh nhẹn đã chấp nhận, pháo của Tưởng tất phải theo, rồi lại tiếp tục dùng mã để quay về tâm. Nước cửa hay đủ để phá sản âm mưu đang còn ấp ủ cùng Ngọc Diện Thần Quân. Tức là cứ tưởng màn đổi pháo vừa rồi Thân Bằng có chút khập khiễng về bố trận của mình, pháo đã chẳng còn, bởi vậy mã 3 chính là điểm mà Tưởng Xuyên có thể tìm ra cách mà công kích. Xe 877 diệt chốt ắt là nước cờ tiếp theo, nhưng một nước cờ chuyển mình này lại mang theo những dụng ý rất tích cực. Vừa thứ nhất làm cho quân xe 8 của Tưởng mất đi mục tiêu mà tầm nã, và thứ hai cũng tròn vẹn để ngăn cản âm mưu phản kích ở cánh còn lại của Tưởng. Tưởng dùng mã 3 tiến 4, vừa dùng pháo truy đuổi mã, vừa lúc này dùng mã bắt pháo 8 ngay, Thân Bằng giải quyết tròn vẹn mã 5 tiến 7, tạo một thế liên hoàn, giữ chắc chắn về đội hình. Tưởng Xuyên quyết định mời tiêu đổi, xe của Thân Bằng diệt gọn, xe tiến thẳng 2 nước, rồi mã 7 tiến 8 ngay, màn tiêu đổi hàng loạt ngay cửa hà, máu đã chảy thành sông, bàn cờ chính thức đã truyền tàn, mỗi bên còn đúng tam tử. Về phía của Tưởng còn xe pháo mã đầy đủ binh chủng, tính phối hợp sẽ linh hoạt hơn với xe và đôi ngựa của Thân Bằng. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi, khi mà tới đây thế công của Thân Bằng đã hiện rõ ràng cả mười mươi. Ở phía cánh phải lúc này Tưởng chỉ còn một pháo có thể hỗ trợ. Điều đáng ngại nhất là quân xe đường 8 này Tưởng sẽ gặp chút ít vất vả trong việc điều động. Tới đây anh lựa chọn xe 8 bình 7 diệt chốt,
cần phải qua một bức tường rào này, rồi tiếp tục lập vật cản ở giữa trung lộ thì mới có thể thông suốt. Nhưng trong thời gian này, Thân Bằng dùng mã 8 tiến 7 đuổi pháo ngay, lao qua Hà để khai chiến tức thì. Tiểu Xuyên dùng pháo quay về, Thân Bằng dùng mã nhảy ra cánh biên, Tiểu Xuyên bỏ mặc lấy xe này tiêu diệt vào chốt. Đánh giá của Tưởng, mặc dù thế công của Thân Bằng thì rõ ràng, nhưng cũng chỉ là hữu kinh mà vô hiểm. Mã nhảy chiếu thì việc pháo 4 này có thể tiến lên ngăn cản. Và việc tiếp tục lấy xe điều động, Tưởng Xuyên vẫn còn dư sức để cố thủ. Nhưng tới đây vẫn còn một thần chiêu mà Thân Bằng đánh ra làm cho Tưởng phải ngẩn cả người. Lấy xe 4 dịch chuyển sang hướng ngược lại. Một đòn cờ cao ngôn ngút chính thức rằng quân pháo đường 7 của Tưởng không thể nào thoát nạn. Lựa chọn tiếp tục đã phải dương di lên. Thân Bằng dùng mã 6 tiến 7 vừa có thể bất tử, hoặc là xe này chém thọc vào sĩ trước thì pháo cũng không thể nào chạy thoát nổi. Cho nên Tưởng đã phải gác di lên còn nước còn tát. Mọi chuyện tới đây gần như đã xong xuôi, nước xa khó cứu nổi lửa gần. Pháo 4 của Tưởng đứng trước hiểm cảnh, không thể nào chạy thoát nổi. Nhưng Thân Bằng không phải vội vàng dùng mã chém ngay, mà lập tức lấy xe 6 bình 8 để chờ đợi. Kiểu gì thì pháo này cũng tác tử, không thể nào rời tướng ra. Nước cửa hiểm ác, Thân Bằng chỉ cần cắm xe là sớt cục. Bởi vậy nhìn đau lấy xe này tiêu diệt vào chốt, đành phải tiếp tục chống cự với những gì còn lại. Và Thân Bằng dùng mã để tiêu diệt ngay, vừa còn đe dọa dùng xe cắm chiếu trước sĩ quay về, rồi dùng mã hồi về vị trí này để chiếu sau. Tiểu Xuyên tìm cách ngăn cản, đã bệnh xe sang, Thân Bằng đã gác sĩ lên phòng thủ. Tưởng lại tiếp tục xuất tướng, Thân Bằng dùng mã của mình quay về ưu quân. Nhưng việc để Thân Bằng có thể ổn định trước về đội hình, cả hai mã này và vị trí thích hợp cũng không phải là tốn ít ỏi về thời gian. Lựa chọn tiếp tục của Tưởng dùng tướng tiến 1 để có thể kịp thời ngăn cản Thân Bằng tiến chiếu, rồi đục thẳng sang cánh còn lại. Thân Bằng dùng mã 9 thối 7, Tưởng Xuyên bình tiến 1 thoát thân ngay. Đây là niềm hy vọng cuối cùng không thể nào để mất được. Thân Bằng vẫn rất cực nhọc để rời chuyển cả đôi mã của mình. Mã 6 thoái 8 và chờ đợi, Tưởng Xuyên dùng mã còn lại xuất kích. Thân Bằng dùng ngựa để quay về biên, Tưởng Xuyên lại dùng binh 7 để tiến 1. Mặc dù mất một mã, nhưng trong hình cờ này hàng tuyến phòng thủ vẫn tương đối vẹn toàn và có hai chốt đổ hà, cuộc cờ vẫn trở nên rất khó để dự liệu. Còn tới lượt của mình, Thân Bằng đã dùng xe để chầm đáy ngay, chuẩn bị có thể xuyên sang cánh còn lại, cho nên Tưởng quăng lên tất sức bất lợi. Nếu như gãy Tưởng thì càng thêm nguy hiểm, Tưởng Xuyên đã rời sĩ của mình về, Thân Bằng nhảy mã lên bất sĩ còn lại, Tưởng Xuyên đảo sĩ ngay. Rồi Thân Bằng dùng mã 9 tiến 7, Tưởng Xuyên binh 7 tiến 1. Thân Bằng bình xe tạt biên, thứ nhất là bắt chốt để cho Tưởng bình tiến 1, thứ hai là dùng xe của mình quay về đợi chờ cho một đòn đánh khác. Âm mưu tiếp tục của Thân Bằng là gì? Cho dù có nhảy mã chiếu, tướng của Tưởng Xuyên sẽ leo lầu, làm sao mà tiếp tục công sát được? Rất kín kẽ. Nếu như Tưởng bỏ mặc việc này, dùng binh 7 tiến 1, chúng ta sẽ được tỏ tường Thân Bằng nhảy mã chiếu ngay, tướng của Tưởng phải leo tít lầu 3, dùng mã 6 thối 7 đe vào chốt, binh 5 tiến 1 thì mã 7 chỉ cần ra tay chiếu tướng và bắt luôn cả xe, Tưởng quy hàng. Còn lựa chọn binh xe vào mà giữ thì Thân Bằng có chốt 7 để qua hà, thế công ngày càng áp đảo. Lấy Tưởng này tiêu diệt không thể nào tránh khỏi chuyện Thân Bằng rời xe ngay tiến hào của mình, rồi chuẩn bị có thể bình sang, hoặc là bắt tử vào mã, hoặc là điều sân cánh còn lại. Tưởng Xuyên rất khó để tiếp tục cố thủ. Bởi vậy, trong hình cờ này, hy vọng duy nhất của Tưởng là làm cho quân xe còn lại của Thân Bằng không thể nào điều động sang cánh trái của mình. Anh tiếp tục đã bệnh xe sang ngăn cản, mã không thể nào nhảy chiếu được. Thân Bằng lại rời xe về kỵ hà, bắt mã còn lại. Tưởng Xuyên lại bệnh xe sang mà giữ. Thân Bằng đã bệnh xe chiếm con đường sườn, rồi Tưởng dùng binh 7 tiến 1. Và tới đây, đòn đánh quyết định của Thân Bằng để có thể phá vỡ sự phong tỏa của Tưởng Xuyên, dùng mã 7 quay về mời đổi. Việc này trở thành câu chuyện bắt buộc. Tưởng Xuyên ra tay ngay, Thân Bằng chém gọn, rồi Tưởng có thêm một nước chốt để tiếp cận vào cổ cung của Thân Bằng. Thân Bằng đã bình xe sang bắt chốt, chốt mà mất mạng hy vọng sẽ chẳng còn, bởi vậy đã bình vào, còn nước thì còn tát. Tiến công với xe và hai chốt cũng không phải là đến nỗi nào, nhưng lựa chọn tới đây của Thân Bằng dùng xe chém gãy một tường. Tàn cục Tưởng Xuyên ngày càng bất lợi, đặc biệt rằng vị trí của đối sĩ này đã không tốt. Nhưng đổi lại với việc này, Tưởng Xuyên cũng có cơ hội cho riêng mình. Anh bình xe trục 2, vừa thứ nhất là bắt mã, vừa thứ hai đe dọa ra một nước cờ tiền chiếu rất nguy hiểm. Nhưng tới lúc này, mãnh tướng Hà Bắc Thân Bằng tỏ ra chẳng hề có chút dao động. Anh rời xe chiếu trước,
tướng của đối phương phải leo tít lầu 3 để dễ mở công sát, lại chủ động rời xe quay về hai trường để phục sát. Bởi vậy xe chẻ mã là không thể nào. Lựa chọn tiếp tục của tưởng dùng xe để chiếu ngay. Sĩ quay về, tớ sẽ trở thành sát cục. Thân bằng biết vậy, cho nên anh lựa chọn là hiến tưởng để giải nguy. Tưởng biết lấy xe này tiêu diệt vào tưởng thì nhất thời sẽ chưa làm được gì, cho nên dùng tướng để quay về trước, giải sát. Và thân bằng tới đây lấy mã của mình quay về hồng thoát thân. Tưởng xuyên đã dùng sĩ để gác lên, thân bằng chiều tướng, tưởng lại vào tướng ngay. Thân bằng dùng xe chém luôn cả chốt ở giữa trung lộ, đường hướng tiến công đã trở nên rất rõ ràng. Tới đây, về hàng tuyến phòng thủ, tưởng xuyên không thể nào tránh khỏi việc gãy đổ. Lựa chọn tiếp tục của anh lấy xe này tiêu diệt vào tường, sĩ quay về rồi chém luôn cả chốt. Thân bằng cũng ra tay chém gãy một tường, tướng phải xuất đường còn lại dĩ nhiên, rồi lại dùng xe quay về phế mã hồng có thể lập giáp. Tưởng xuyên dùng chốt này ủi sĩ ngay, tướng tiến một rồi lại tiếp tục gác sĩ lên để hóa giải. Nhưng thân bằng chỉ cần đúng một đòn, mã bảy quay về, thứ nhất là bắt xe, thứ hai chuẩn bị có thể bệnh sang vỗ mặt rồi dùng mã này chém thẳng về sĩ. Tưởng xuyên cũng bài trận, nhưng hiểm ác ở chỗ tưởng xuyên không thể nào lấy xe bệnh sang để giữ mặt, mã xe nhảy chiều tướng và bắt mất. Bởi vậy đành phải lựa chọn lấy xe này chiếu ngay, tướng chỉ cần leo lầu. Tới đây tưởng không đi quân tiếp tục mà đã vội vã để quy hàng, đánh kiểu gì cũng bại cả. Nước cờ tiếp tục của thân bằng sẽ là dùng mã 5 tiến 6 để chém sĩ trước, sĩ dương lên rồi lấy xe này bình sang trở thành sát. Mà việc lấy xe này để giữ mặt của tưởng đã trở thành câu chuyện vô nghĩa, tại vì mã xe nhảy chiếu, tướng quay về rồi bình xe sang, làm sao mà đỡ nổi sát cục. Tướng bảo vào cũng bị xe đỏ cắm lên đòi mã ngay. Còn thêm một biến cờ nữa, tưởng trong huyền cờ này gác sĩ lên che mặt cũng không thể nào thoát thân nổi. Mã chém sĩ, tướng quay về rồi tiến lên sát cục. Một trận chiến rất hay, đặc biệt là của mãnh tướng Hà Bắc Thân Bằng, bố cục rất chặt chẽ và khoa học, trung cục thì biến đổi cũng rất linh hoạt, thâm hậu, tàn cục thì sắc sảo, tưởng xuyên gần như là chẳng hề có cơ hội nào. Còn video tới đây là kết thúc, chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.